chúc mừng năm mới. Mindy đại diện cho công ty HPT Realty and Finance mến chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe tốt, bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang cát tường. On behalf of HPT Realty, Mindy would like to wish you a very happy new year with great health, happiness, dream come true and a prosperous 2022. Thank you. Tết đến năm mới, Paulina xin thay mặt cho HPT gửi lời chúc đến các quý vị đồng nghiệp, khách hàng một năm mới mọi sự an lành, hạnh thông và sức khỏe dồi dào. Cảm ơn. Chúc mừng năm mới, Đài Anh Bùi xin kính chúc quý vị và tất cả các bạn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc mừng năm mới. Chào quý vị, mình là Lan Minh Nguyễn, chuyên viên địa ốc của văn phòng HPT tọa lạc tại 9972 đường Bô Sa. Năm mới, chúc quý vị một năm mới thật khỏe mạnh, mọi sự như ý và an cư lạc nghiệp. Xin kính chào quý vị.